Hello mọi người đã trở lại với kênh của mình ha. Hôm nay thì mình quay cho các bạn xem một cái mô hình là trồng bí hồ lô ở dưới ruộng nha các bạn ha. Cũng như là mình sẽ là chia sẻ cho các bạn là 5 cái bí quyết mà để mà trồng bí hồ lô mà đạt được cái năng suất nha các bạn. Thì 5 cái bí quyết này là gồm là hạt giống nè, khoảng cách nè, và cách bấm ngọn để lấy chèo, và 4 nữa là cách đi phân, và 5 nữa là cách xịt sâu ở trên cái bí hồ lô này làm sao mà cho nó chuẩn nhất nha các bạn ha. Thì đầu tiên thì mình sẽ nói là về hạt giống nè. Thì ở đây thì các bạn là nên chọn cho mình là những cái giống mà nó kháng bệnh nha các bạn. Ở trên thị trường là có giống Trang Nông nè, giống Trâu Vàng nè, giống của Hưng Nông nè, rồi giống của Rạng Đông nè, và Đồng Tiền Vàng nha các bạn ha. Ở đây thì mình ưu tiên cho các bạn là nên chọn là cái giống là Đồng Tiền Vàng. Nó hơi mắc một chút xíu thôi, nhưng mà cái khả năng mà kháng bệnh ở những cái bạn mà chưa có kinh nghiệm á, các bạn trồng á, thì nó sẽ rất là hiệu quả nha các bạn ha. Và cái trái bí nó ra các bạn, nó không có bị rụng bậy. Thì đó là cái vấn đề là cái hạt giống nha mọi người ha. Về cái vấn đề là về khoảng cách trồng nè. Ở đây thì khoảng cách á, thì mình chia ra là khoảng cách gốc cách gốc và hàng cách hàng. Thì đối với mà cái gốc cách gốc các bạn thì nó phải từ là 5 tấc cho đến 6 tấc nha các bạn ha. Thì nó mới chuẩn, sau này nó không có chằng chịt. Còn mà líp cách líp á, thì phải từ là 3,5 m đến 5 m nha mọi người. Như ở đây mình quay cho mọi người xem là 5 m nha. Khi mà các bạn mà trồng cái khoảng cách mà nó rộng như thế các bạn, thì mình không có đi chỉnh dây nhiều nha các bạn ha. Trong cái giai đoạn mà nó ra quả đó, mình lấy chèo đó, thì mình cần phải đi chỉnh dây cho nó quan hợp tốt. Còn nếu như các bạn không chỉnh dây thì nó rất là dở. Còn các bạn chọn cái khoảng cách xa này, các bạn đỡ tốn công để các bạn đi chỉnh dây ha. Thì đó là vấn đề là khoảng cách. Tiếp tục là mình sẽ nói về cái vấn đề là chúng ta lấy chèo nè. Thì lấy chèo ở đây thì mình sẽ là chia ra làm hai cái giai đoạn nha các bạn ha. Cái giai đoạn thứ nhất á, là khi mà cái bí của mình á, thì nó được đâu là 6 đến 7 lá thì mình sẽ bấm ngọn để mình lấy chèo nha các bạn ha. Và một dây chèo như vậy á, là mình có thể là lấy từ 3 cho đến 4 chèo. Mà đến khi á, mà cái dây chèo của mình các bạn mà nó đạt từ 1,5 m trở lên á, tức là cái giai đoạn đó thì nó đã có những cái trái non rồi đó, thì mình sẽ bấm ngọn cái đợt 2 cho nó để cho nó tập trung nó nuôi trái nha các bạn ha. Nếu như là các bạn không bấm ngọn cái đợt 2 á, thì cái trái bí của mình á các bạn nó rất là èo luôn, và thậm chí á, nó không đủ dinh dưỡng để nó nuôi luôn nha các bạn ha. Trái nó sẽ bị rụng, đó là một trong những cái nguyên nhân cái trái bí của mình mà nó bị vàng và nó rụng nha mọi người ha. Tiếp tục là mình sẽ nói về cái vấn đề là đi phân, cái vấn đề thứ tư nha các bạn. Vấn đề này đi phân á, thì nó chia ra cũng là hai giai đoạn. Cái giai đoạn là mình bón lót hoặc là không bón lót. Nếu như là các bạn bón lót á, các bạn có thể là bón cái phân là 20-15 cộng với là hàng canxi bo, liều lượng là 73 ha. Phân 20-15 là 7, canxi bo là 3. Các bạn sẽ bón là hai bên mép líp, chính giữa là mình sẽ không có bón. Chính giữa thì mình sẽ đục lỗ và mình bỏ hạt ha. Nếu như là các bạn bón luôn á, sau này á, khi cái hạt bí của mình lên, các bạn nó sẽ bị đụng cái hạt phân và nó sẽ bị là hao đầu con nha các bạn ha. Và cái giai đoạn mà các bạn mà bón phân tiếp theo ở trong cái giai đoạn mà đầu á, thì ở giai đoạn đầu mà nó được đâu là hai cái lá nhám á, các bạn có thể là bón phân là DAP cộng với hàng kích rễ. Mà đến khi mà chúng ta lấy chèo á, thì các bạn có thể là bón là phân là 30-10-10 ha. Và đến khi mà nó ra trái các bạn, thì các bạn có thể là bón là phân 20-15 cộng với hàng canxi bo cho trái nó to và nó bóng nha mọi người. Thì đó là cái cách mà đi phân ở trên cái bí hồ lô của mình. Tiếp tục là mình sẽ nói về cái vấn đề là xịt sâu nè. Thì đối với mà cái dây bí này của mình các bạn, thì nó thông thường là nó sẽ bị là bọ trĩ nè, nó rồi bọ dưa nè, nó vào một số loại khác ví dụ như là rầy. Nhưng mà cái bọ trĩ là nhiều nhất nha các bạn ha. Cái giai đoạn mà từ 5 ngày tuổi cho đến là 25 ngày tuổi các bạn phải phòng bọ trĩ. Thì ở đây thì mình đề xuất cho bạn là cái loại thuốc là Confidor ha, là nó chuyên đặc trị là cái bọ trĩ luôn, cũng như là nó phòng được những cái dòng mà con hút chích này nữa nha các bạn ha. Thì các bạn sử dụng hàng đó. Còn đối với mà cái giai đoạn mà khi mà bí của mình mà nó ra được những cái trái non á, thì bạn phải phòng cái ruồi vàng. Thì các bạn có thể là sử dụng cái thuốc phi bông để các bạn phòng cũng vẫn được ha. Hoặc là những cái hợp chất nào đó các bạn mua ở ngoài vật tư nông nghiệp về các bạn phòng cho nó là được. Và đặc biệt ở đây thì các bạn có thể là sử dụng những thuốc sâu dạng cớm để bạn xịt ha. Còn những cái dòng thuốc mà dạng nhũ dầu thì các bạn né nó ra. Khi mà các bạn xịt những dòng thuốc dạng nhũ dầu cao á, thì cái dây bí của mình các bạn nó sẽ là chậm phát triển lại, nó bị vàng lá, bị trái rìa lá luôn nha các bạn ha. Các bạn lưu ý cho mình về cái phần này. Thì do đó thì mình chỉ là khuyên các bạn sử dụng những dòng thuốc dạng cớm hoặc là dạng bột để bạn xịt thôi là ok. Thì đó là 5 cái bí quyết mà mình muốn chia sẻ cho các bạn. Có thể là đây chỉ là những cái lý thuyết cơ bản thôi để cho các bạn nắm thôi. Nhưng mà thật chất cái bí này nó còn nhiều vấn đề khác nữa. Nhưng mà cơ bản là chỉ có 5 cái yếu tố này để cho các bạn tham khảo nha. Rồi thì mình cũng xin được mến chào.